thì lần đầu tiên tôi đến Mộc Châu với lại cái mùa hoa mận trái vụ này, thì hoa mận cánh trắng này dày đẹp, cả một vườn này rất là đẹp, là một cái chuyến đi có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ ở đây. Sẽ hẹn gặp Mộc Châu vào một ngày ngắn nhất nữa. Hôm nay là lần đầu tiên tôi đến Mộc Châu. Tôi được biết đến Mộc Châu qua các kênh Facebook, TikTok và tôi rất là thích luôn. Và tôi thấy là hôm nay được đến chứng kiến tận mắt, tôi thấy là rất là đẹp, đẹp cực kỳ, đẹp hơn cả ở trên mạng xã hội. Đó, tôi rất là cảm thấy là không khí trong lành và rất là dễ chịu ạ.